nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Kính thưa quý cha và toàn thể anh em, hôm nay chúng ta cùng với các giáo xứ, giáo họ, dòng tu trong giáo phận Xuân Lộc, chúng ta hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu ân sủng Thiên Chúa vẫn tuôn đổ xuống các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ và dòng tu chúng ta trong suốt những tháng ngày qua, đặc biệt là chúng ta được hiệp dâng thánh lễ cộng đồng trở lại, tuy có sự hạn chế về số người tham dự. Trong lời kinh cầu sáng hôm nay, chúng ta nguyện xin Chúa và chúng ta thấy được rằng ngày hôm nay dân Chúa quy tụ lại để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân cảm tạ, để tường thuật những việc kỳ diệu Chúa đã làm và để đón nhận lấy mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều mà mọi người tín hữu chúng ta đều mong ước. Và hôm nay chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho tất cả những anh chị em về quê, những anh chị em đang bị thất nghiệp, những anh chị em đang bị nhiễm COVID, đang bị cách ly tại nhà. Xin Chúa ban sự bình an và nâng đỡ, cũng như là soi lòng mở trí cho các cấp chính quyền để quan tâm, lo lắng và tạo điều kiện tốt cho những người dân này. Và chúng ta cũng nguyện xin Chúa ban ơn bình an cho cộng đoàn chúng ta, những nhân viên, những người phục vụ cái này cái khác đến đời với chúng ta. Và chúng ta cũng xin ơn soi sáng của Chúa, ơn khôn ngoan của Chúa ban cho chúng ta, để cho mỗi người biết nhận ra những hồng ân của Chúa, những điều tốt chúng ta làm theo, những điều chưa tốt, những điều xấu thì chúng ta được ơn khôn ngoan để xa lánh, để từ bỏ, để tất cả những điều đó làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Để của lễ chúng ta được Thiên Chúa đã thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng thành tâm thống hối. Chúa cùng anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Một hôm, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao.
Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phê-rô lên tiếng thưa người: Thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giê-xu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài đọc mầu trên sách Ngô Khôn Ngoan, tác giả cho chúng ta biết tâm tình và lời cầu nguyện của vua Salomon. Vua Salomon là một người nổi tiếng về sự khôn ngoan. Vua có được sự khôn ngoan là do Chúa ban. Vua không có xin Chúa điều gì ngoài đức khôn ngoan. Đối với vua Salomon, đức khôn ngoan rất quý trọng, của cải vật chất, vàng bạc, trân châu, bảo ngọc, sức khỏe, sắc đẹp chẳng là gì so với đức khôn ngoan. Có được đức khôn ngoan là có tất cả. Người khôn ngoan là người biết tìm đến người tài giỏi khôn ngoan hơn mình để bàn hỏi. Hôm nay, người thanh niên trong bài tin mừng cũng có thể được xem là người khôn ngoan vì biết tìm đến Chúa Giê-xu để hỏi về sự sống đời đời. Nhưng người khôn ngoan hơn cả đó chính là Chúa Giê-xu. Với chúng ta, khôn ngoan là tìm đến với lời Chúa, vì lời Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Lời Chúa sẽ soi sáng giúp chúng ta phân định điều tốt, điều xấu, điều nào cần làm và điều nào cần tránh. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết, trên đường đi có một người chạy đến, quỳ xuống và hỏi Chúa Giê-xu: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Tin mừng Luca thì gọi người này là một thủ lãnh, còn tin mừng Matthew thì nói đến người thanh niên. Tuy nhiên, cả ba tin mừng đều đề cập đến một người giàu có. Trước hết, chúng ta thấy nơi người thanh niên này là một người khiêm tốn. Anh này chủ động đến với Chúa Giê-xu, thấy Chúa Giê-xu, anh liền quỳ xuống, hạ mình xuống trước mặt Chúa, chứ không đứng thẳng như bao người khác để thưa chuyện với Chúa. Hành động quỳ xuống trước mặt Chúa giữa đám đông là một hành động hết sức khiêm nhường và can đảm. Vì nếu trong tư thế là một thủ lãnh mà quỳ xuống trước mặt Chúa Giê-xu, phải là một người rất khiêm tốn, biết lệnh mình là ai trước mặt Chúa. Đây là hành động cần phải có nơi mỗi người tín hữu khi đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Hành động khiêm nhường của người tín hữu mỗi lần đến với Chúa chắc chắn sẽ được Chúa nhận lời cầu nguyện của họ. Chúng ta cũng cần phải học hành động khiêm tốn này để mỗi lần đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa, chúng ta tin chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều mà chúng ta cầu xin. Thưa đến, khi đến với Chúa Giê-xu, anh đã bộc bạch suy nghĩ của anh về Chúa Giê-xu. Anh đã xưng hô Chúa Giê-xu là Thầy nhân lành. Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Có thể anh này đã nhìn thấy những việc tốt lành mà Chúa Giê-xu thực hiện cho tha nhân, nên khi vừa gặp Chúa Giê-xu, anh đã nói ngay suy nghĩ đó. Chúa Giê-xu muốn giúp anh ta tiến xa hơn về sự hiểu biết Thiên Chúa. Hay nói cách khác,
Nhân sự kiện này, Chúa muốn mặc khải cho anh về Thiên Chúa là đấng nhân lành. Chúa nói, không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Gián tiếp, Chúa Giêsu mặc khải cho anh biết Ngài chính là Thiên Chúa. Kế tiếp là câu chuyện, là cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và anh thanh niên này về đời sống đạo, hay nói cách khác, về việc tuân giữ các điều răn của anh. Xét một khía cạnh nào đó, người này đã thực hiện rất tốt thông điệp 5K. Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không gian dối, không làm hại ai. Về thực hiện 5K này, không phải anh mới thực hiện, nhưng anh đã thực hiện ngay từ thời thuở niên thiếu, nghĩa là trong tầm tuổi 13. Và tầm tuổi đó thì đứa trẻ Do Thái trở thành một đứa con của lệ luật và đảm nhận đầy đủ mọi trách nhiệm và hành vi của mình. Những điều kệ răn trên cho tới thời điểm anh vẫn đang tuân giữ, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa được bình an, vẫn cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó. Vì cảm thấy chưa an tâm, cảm thấy thiếu điều gì đó, nên anh đã đến với Chúa Giêsu. Và bây giờ, Chúa Giêsu đã chỉ cho anh một điều thiếu. Một điều thiếu đó là, anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Có thể trước đây, anh không thấy điều thiếu này, hoặc anh có thấy điều thiếu này, nhưng anh không dám buông bỏ, không dám bán tài sản mình có để cho người nghèo. Anh vẫn bám vào của cải vật chất, anh vẫn nghĩ rằng của cải vật chất sẽ bảo đảm cho anh hiện tại và tương lai, và anh cho đó là một sự khôn ngoan. Thế nhưng, chẳng khôn ngoan chút nào, vì tất cả những thứ đó chỉ là phù vân, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang theo được gì cả. Người thanh niên này đã thực hiện những điều răn rất tốt đến nỗi Chúa Giêsu đem lòng thương mến anh. Nhưng anh lại thiếu một điều quan trọng, đó là chia sẻ tài sản mình có cho người nghèo để bước theo Chúa Giêsu. Người tín hữu chúng ta biết các điều răn của Chúa, nhưng việc thực hành mới là quan trọng. Có thể chúng ta cũng giống phần nào như người thanh niên trong tin mừng hôm nay, có nhiều thứ. Nhưng khác ở chỗ, người thanh niên này chỉ thiếu một, còn chúng ta có thể thiếu nhiều. Chẳng hạn, chúng ta thiếu sự cảm thông, thiếu sự chia sẻ, thiếu sự nâng đỡ, thiếu lòng quảng đại với Chúa, với tha nhân, thiếu sự tha thứ, thiếu tình bác ái huynh đệ, thiếu tinh thần hy sinh, thiếu sự quan tâm đến nhau, thiếu tinh thần phục vụ. Ngược lại, chúng ta có thể có nhiều thành kiến, có nhiều suy nghĩ tiêu cực về người khác, có nhiều khó chịu về người khác. Là Kitô hữu, hơn thế nữa là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi xét mình mỗi ngày trước mặt Chúa để xem mình có những điều còn thiếu, những điều dư thừa, những tích cực và những tiêu cực. Xét mình trước mặt Chúa để thấy rằng Chúa luôn yêu thương quảng đại, cảm thông với chính mình như thế nào, thì mình cũng cần phải quảng đại, cảm thông với tha nhân như vậy. Hành trình theo Chúa, được làm môn đệ của Chúa, đó là một hành trình dài. Và kết thúc cuộc hành trình này sẽ được Chúa ân thưởng. Chúa ân thưởng cho chúng ta không chỉ ở đời này, mà nhất là được sự sống ở đời sau nữa. Thực vậy, ai cũng khao khát được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhưng để có được sự sống đời đời, mỗi người không chỉ biết các điều răn của Chúa, mà còn phải sống, phải thực hành bằng những cái hành động cụ thể nữa. Bên cạnh đó, người môn đệ cũng phải biết sống tinh thần từ bỏ, tinh thần hy sinh quên mình vì tin mừng và vì Chúa. Nói tóm lại, phục vụ lời Chúa hôm nay soi lòng mở trí cho chúng ta biết cần phải có đức khôn ngoan,
cần phải chiếm hữu cho mình được đức khôn ngoan, cần phải có ơn khôn ngoan, có đức khôn ngoan là có tất cả. Và mỗi ngày, mình cần phải xét mình, xem mình đang thiếu điều gì, cần phải bổ túc điều gì, cần phải bỏ điều gì để cho mình mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và điều cuối cùng, nhờ sự khôn ngoan Chúa ban cho mình suy xét, phân định, chọn lựa điều tốt, loại trừ điều xấu, dấn thân phục vụ Chúa, phục vụ tin mừng, thì chắc chắn mình sẽ được phần thưởng không chỉ ở đời này, mà nhất là được sự sống ở đời sau nữa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.